Ok, hello mọi người. Hôm nay Jennifer lại trở lại với một số những tin nhắn và nói rằng tại sao tôi phải cần suy xét việc tham gia Khăn Lending Team. Ok, có nghĩa là bạn chúng tôi có một những có công ty Khăn Lending là công ty chuyên giống như là chuyên về cho vay bất động sản, cũng cho vay đầu tư về business, chủ tiệm nail vay tiền, chủ nhà hàng hay là gas station, cho vay xây dựng, cho vay mua commercial, ví dụ như vậy. Và Khăn Lending kết hợp với hơn 100.000 bank ngân hàng ha, private lender 30 năm có. And then không cần check income cũng có, và hard money cũng có luôn. Và bên Khang Lending cũng dùng tiền để đầu tư too. So có rất nhiều việc cần phải làm ở trong này. Tôi có nên, câu hỏi là tôi có nên để consider để join Khang Lending hay là không? Câu trả lời là có. Mọi người phải nhớ nha, trước Covid đó, it's okay. Nhưng mà trong khi mà Covid xảy ra đó, thì Jen mới nhìn nhận rằng là trong cái thời đại này, Internet nó đang chiếm hữu rất nhiều, ok? And social media and everything. Và cái cách mình kiếm tiền nó cũng sẽ khác rồi, ok? So mình phải đi trước cái thời đại một tí, là mình phải có cái cách gì mà mình đi làm mà mình không cần phải giao tiếp trực tiếp in person với nhiều người. Tại vì nếu mà một ngày 24 tiếng, 8 tiếng tại office, bạn gặp cần phải gặp biết bao nhiêu người để mà close một cái deal và make money cho bạn. You know, phải cần gặp ít nhất là 30 phút mỗi người, ok? Trong vòng 8 tiếng như vậy, 30 phút như vậy, cả hàng 20 người khách hàng. Thì khi mà mình gặp, mình nói chuyện hết giờ cha rồi, đúng không? Mình không còn thời gian để mà mình làm việc nữa. Nên đối với Jen không muốn gặp ai hết. Jen nói thật sự là như vậy. Tại vì tất cả những cái cuộc giao dịch đều qua hệ thống ngân hàng, chuyển tiền, và title thì có thể làm tại Texas mà ký giấy tại Cali. Tất cả mọi cái nó quá là đơn giản trong cái thời đại này. Chỉ cần một cái letter, chỉ cần một cái paperwork, chỉ cần title company fill out, chỉ cần attorney chuẩn bị một cái financing contract hay cái gì đó, đơn, ký, bút xa là gà chết, nhớ như vậy. Nên xong rồi, không cần phải gặp, không cần phải nói chuyện, không cần phải chia sẻ quá nhiều những cái chuyện không cần thiết, và mình chỉ focus vô cái business mà thôi. Nên cái vấn đề là bên cái ngành này nó cho mình cái sự flexible để mình muốn gặp thì cứ gặp ha. Nhưng mà tất cả mọi thứ trên đều làm việc qua phone và email. Nếu mà sau này trên nói trên lỡ bây giờ đang ở Houston ha, Texas ha, bây giờ nếu mà tự nhiên một năm nữa đi qua Florida vẫn làm cả nước Mỹ bình thường. Nếu mà trên vui một cái, trên đi qua California vẫn làm bình thường, vẫn kiếm tiền bình thường. Nếu mà vui thêm chút nữa đi Việt Nam retire hoặc là đi South Korea, it's okay, mình vẫn làm và vẫn kiếm tiền bình thường. Đó là cái mà mọi người phải nghĩ tới trong vòng 5 năm, 10 năm nữa. Look like Amazon too. Không, người ta không có nhu cầu là người ta phải đi spend time like mấy tiếng đồng hồ đi cái mall hoặc là đi tới shopping cái gì hết. Chỉ cần lên click pay done. Trong vòng 5 nút nhạc thôi là đã có đồ ship về tận nhà rồi. Có thể bây giờ là Prime nó cho 2 ngày shipping nha, nhưng mà mai mốt có vài tiếng đồng hồ, vài tiếng thôi là cái hàng mà bạn mới order tới nhà bạn rồi. That's how the world's moving. Ok, nó rất là nhanh. Nên nếu mà chúng ta là cái người thông minh và chúng ta là cái người nhạy bén, mọi người sẽ thấy được cái cách kiếm tiền của chúng ta nó sẽ khác. So mọi người nhớ trở lại lý do tại sao bạn nên consider để join Khăn Lending. Thứ nhất, bạn đang làm việc trong một cái ngành gọi là ngành ngân hàng cho vay business và đầu tư bất động sản. Cái ngành quá lớn đi. Business là các doanh nghiệp và bất động sản là hai cái nôi để làm nên một cái sự tăng trưởng kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Business produce cash flow daily, fast, and use the money cash flow to invest and grow that fast. Okay, longer term and secure. Hai cái này đi đôi với sự tăng trưởng kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào. Bạn đang đi trong một cái ngành quá lớn và tầm vóc, nhớ. Ok, và dùng cái sự tầm vóc và cái knowledge, cái information trong cái ngành để làm giàu cho chính bạn.
có nhiều người trong cái công trên trong trang LinkedIn và team của Jen mới vô họ không biết gì hết, nhưng mà bây giờ họ trở nên một expert rồi, và người ta dùng cái số tiền mà người ta làm được trong cái trang LinkedIn này, người ta dùng để người ta mua nhà đầu tư. Trước đây làm gì biết đầu tư là gì, you know, so it's learning process, okay. Cái điều thứ hai mọi người biết không, bạn không cần phải có một cái license gì hết, bạn chỉ cần cái certificate và cái training của trang LinkedIn thôi. Bạn không cần phải bỏ mấy trăm tiếng đồng hồ để mà ngồi đó mà học rồi nhét biết bao nhiêu là luật trong người mình. Ok, chỉ cần có Jen và Khang LinkedIn ở bên cạnh bạn thì anything can happen. Ok, and another thing là gì mọi người? Nationwide and worldwide. Why not? Bạn không cần phải ngồi một chỗ, bạn cũng không cần phải chỉ làm được một lender, một ngân hàng và rồi là không được nhúc nhích, hiểu không? Không ai control bạn hết. Rồi bạn cũng không phải là bạn phải đi làm cho một tiểu bang thôi, khách hàng cũng tại tiểu bang đó thôi. Jen ở Texas chỉ làm khách hàng tại Texas thôi. Jen không có đồng ý như vậy. Nếu mình đi bán một cái nồi cơm điện trên ngoài, Jen nói hoài cái câu chuyện này. Nếu mình đi bán một nồi cơm điện mà mình chỉ bán được một cái loại nồi đó và chỉ bán tại một cái thành phố đó thôi thì trật, không bằng cái đứa mà bán được nhiều loại nồi, phục vụ cho nhiều loại đối tượng khách hàng và bán toàn quốc bên toàn thế giới. Công nhận không? Nó rất là simple mọi người. Điểm thứ hai rồi phải không? Thứ nhất mà cái ngành quá lớn, vừa làm vừa học, và chính bản thân mình sẽ là cái người đi đầu tư trong tương lai. Để gì? Con cái mình nó bắt chước mình. Mình cho con mình có foundation về investment, you know, về real estate, về business. Yeah. And thứ hai là bạn không bị giới hạn. Điểm thứ ba là gì? Nếu bạn đi học cái bằng á, bạn đi ra bạn phải sign up với một cái broker đó, họ cũng làm y như bạn ở trong cái traditional way vậy thôi, cũng một tiểu bang cũng như thế, và tiểu bang khác thì có một người khác nữa. Không, bạn không thể bao trùm tất cả mọi nơi trên thế giới được. Ok, so chỉ cần 3 điểm này thôi là Khang Linh Điên đã thực sự cạnh tranh với hầu hết đôi, như là trên phải nói là Khang Linh Điên không có một cái đối thủ trên thị trường là như vậy. Okay, so yeah, all right, and I hope you can think about it and let me know. Bye bye.